Những tuần lễ qua, trên mạng xã hội, người ta xôn xao bình luận về chuyện oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng, Quảng Ninh. Và dư luận thuận chiều, nghịch chiều đã không mệt mỏi xoay quanh đề tài mê tín rất nóng và thời sự này. Thực ra, mê tín không được các tôn giáo chính danh công nhận hay tham gia khuyến khích ủng hộ bao giờ. Trái lại, mê tín dị đoan luôn đứng đầu danh sách bị loại bỏ và bị coi là tai họa đối với niềm tin tôn giáo. Hai tôn giáo lớn ở Việt Nam là Phật giáo và Thiên Chúa giáo đều kêu gọi tín đồ, tín hữu của mình xa tránh những tục lệ mê tín như cúng sao giải hạn, xin xăm bói toán, kiêng kỵ gieo quẻ, lên đồng gọi vong. Trước hết, đạo Phật không mê tín dị đoan, vì giáo lý nhà Phật phủ nhận tất cả thần linh và ngay cả Thượng Đế, đồng thời đặt chính con người là trọng tâm cứu cánh. Con người tự giải thoát mình, không dựa vào thần thánh, không cậy vào người khác cầu thay nguyện giúp. Bởi tất cả đều do nghiệp mình đã tạo, người khác cùng lắm cũng chỉ phụ được một chút rất nhỏ, không mang tính quyết định. Chính vì phủ nhận vai trò của thần thánh, nên Phật giáo không tìm đến sức mạnh của thần linh. Và nếu không cần đến thần linh, thì tại sao phải tin để rồi có tình trạng dị đoan mê tín? Những việc làm được coi là mê tín trong Phật giáo chỉ là tập tục đến từ văn hóa Trung Hoa. Và vì tôn trọng nền văn hóa, nhà Phật đã làm ngơ. Một thí dụ về tập tục đốt hình nhân khi an táng người chết. Ngày xưa trong xã hội Trung Hoa, khi người chủ chết thì các nàng hầu phải chết theo để tiếp tục hầu hạ ông chủ ở bên kia thế giới. Thấy cảnh phải chết theo kinh hoàng, thương tâm và phi nhân quá, các thầy trong Phật giáo Trung Hoa nghĩ ra cách dạy cho các tín đồ, thay vì người thật phải chết theo thì làm những hình nộm bằng giấy rồi đốt, làm như đã có người chết theo rồi. Cũng trong ý tưởng về mê tín, Hòa thượng Thích Thanh Từ trong một số thái độ sai lầm của Phật tử đăng trong Phật giáo trong mạch sống dân tộc ở mục 2 Tin Phật như tin thần linh đã viết: người bình dân đến với Đức Phật để cầu ban phước, che chở, ủng hộ hơn là tìm giác ngộ. Quan niệm Phật như vị thần linh chỉ coi việc ban phước giáng họa. Vì vậy, người ta không ngại gặp Phật thì cúng, gặp thần thì lạy, gặp quỷ thì cầu xin. Bởi trên cương vị ban phước giáng họa, họ không phân biệt đâu trọng đâu khinh, miễn vị nào đem lại được những điều cầu nguyện của họ là linh thiêng, bằng không thì hết linh ứng. Hết linh ứng thì họ bỏ không theo nữa, dù Phật cũng thế. Do đó trong nhân gian, những cốt cô cốt cậu đã báo cho họ những tai họa sắp đến và đã cho họ bùa chú để họ dán trong nhà, khiến con cháu mạnh giỏi, làm ăn phát đạt. Niềm tin Phật như vậy, họ rất dễ tin và cũng rất dễ bỏ nếu một sở nguyện được thành hoặc không toại nguyện. Có những người đến với Phật không do hiểu Phật Pháp mà nhờ ông đồng bạc cốt mách phải quy y Phật sẽ khỏi tai nạn chẳng hạn, họ liền lên chùa xin quy y. Hoặc có người do xin xăm hay bói quẻ, trong xăm quẻ dạy theo Phật hay thờ Phật thì mọi sự được an lành, họ liền phát nguyện quy y Phật. Hoặc vì trụ trì có bùa chú trừ ma yếm quỷ, người có con bệnh đến nhà thầy trị chữa, nếu con lành bệnh liền xin quy y Phật. Một bài viết đăng trên tạp chí Thằng Mõ số tháng Giêng 2019 tại Mỹ của thầy Thiện Ý. Khi bàn về hủ tục cúng sao dịp đầu xuân, tác giả đã nêu lên tục cúng sao giải hạn là một trong rất nhiều hủ tục mê tín, đồng thời xác quyết giáo lý nhân quả của Phật giáo không dính dáng gì đến chuyện mê tín dị đoan. Rõ ràng tục cúng sao hạn không phát xuất từ đạo Phật. Quan niệm này là trên trời có 24 ngôi sao, do 24 vị thần chủ có ảnh hưởng đến số phận con người. Trong đó 9 ngôi sao sáng sẽ luân phiên chiếu mệnh mỗi năm. Đó là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Chính vì sao này hay còn gọi là Cửu Diệu là các sao phối trí theo các phương, sắp xếp theo 12 chi và ngũ hành. Trong 9 ngôi sao này có sao tốt, có sao xấu, nhưng phần nhiều không ai nghe nói nhiều đến sao tốt mang đến điềm lành gì cả, mà chỉ nghe những tiêu cực đáng sợ của những ngôi sao xấu. Đầu năm mới,
ai bị sao xấu chiếu mệnh, người này sẽ gặp phải chuyện không may, tai nạn, ốm đau, bệnh tật. Những hủ tục dị đoan khiến mình thêm âu lo vì năm mới đến, thay vì bồng ông phúc vào nhà thì mình lại hoảng sợ vì bị sao xấu chiếu mệnh. Sáng mùng 1 mình đã vội vã đi chùa, đi miếu, dâng sớ cúng sao, vì sợ nếu không làm kịp, các hung tinh sẽ giáng họa lên gia đình hay chính bản thân. Nỗi sợ hãi đã khiến cho nhiều gia đình không đón xuân một cách trọn vẹn vì lòng luôn nơm nớp lo sợ. Là người con Phật, chúng ta phải triệt để không tin theo những hủ tục mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh, vì luật nhân quả, nghiệp báo và phước báo đều do chính mình gây tạo và cũng do chính mình thụ hưởng. Phật dạy rằng, không một vị trời thần nào có quyền năng thưởng phạt hay làm giảm thiểu những tội phước mình đã tạo ra. Thay vào tiền tài vật thực dâng cúng cho các hung tinh, mình có thể làm phước bố thí cho những kẻ bất hạnh, nghèo cùng, rồi hồi hướng công đức lành này cầu cho gia đình được hưởng một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Cầu bình an đầu năm không có nghĩa là đi cúng sao hạn để được tai qua nạn khỏi, mà là gia đình nhắc nhau nhân đầu xuân mới, lễ Phật tụng kinh, tự mình làm mới, tạo thêm phước lành, tránh làm điều xấu ác, tu thân tích đức để nhờ cung đức này, gia đình được an vui, hạnh phúc suốt năm. Đó mới đúng theo luật nhân quả, tạo nhân lành sẽ hưởng quả lành là vậy. Bên cạnh Phật giáo là Thiên Chúa giáo, với giáo lý cấm mê tín dị đoan được ghi rõ trong sách giáo lý Công giáo như sau. Mê tín là lệch lạc trong tâm tình tôn giáo, và trong cách thể hiện tâm tình này, mê tín cũng có thể xảy ra khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa chân thật. Ví dụ như gán một ý nghĩa ma thuật cho một số thực hành vốn chính đáng hay cần thiết. Nếu cho rằng chỉ cần đọc các lời kinh hay làm các dấu chỉ bí tích là có hiệu quả, bất chấp những tâm tình phải có bên trong, người ta rơi vào mê tín. Thiên Chúa có thể cho các ngôn sứ hay các thánh nhân biết về tương lai. Tuy vậy, thái độ đúng đắn của Kitô hữu là phó thác hoàn toàn trong tay Chúa quan phòng những gì thuộc về tương lai và từ bỏ mọi thứ tò mò thiếu lành mạnh trong lĩnh vực này. Thế nhưng, ai không tin liệu là người thiếu trách nhiệm. Phải loại bỏ hình thức bói toán, cậy nhờ Satan hay ma quỷ, gọi hồn người chết hay những cách khác ngỡ rằng sẽ đoán được tương lai. Coi tử vi chiêm tinh xem chỉ tay giải điều mộng, xin xăm bói toán quá khứ vị lại, đồng bóng là những hình thức che giấu ước muốn có quyền trên thời gian, trên lịch sử và trên cả con người, cũng như ước muốn liên kết với các thế lực huyền bí. Điều này nghịch với lòng tôn kính và thần phục chỉ dành cho Thiên Chúa. Ai muốn dùng ma thuật hay phù thủy để chế ngự các thế lực huyền bí, bắt chúng phục vụ mình và nắm được quyền lực siêu phàm trên người khác, dù là để chữa bệnh, cũng lỗi nạn nhân đức thờ phượng. Các việc này càng đáng lên án hơn nữa khi có dụng ý hại người hay nhờ đến sự can thiệp của ma quỷ. Mang bùa cũng là điều đáng trách. Chiêu hồn thường đi kèm cả bói toán hay ma thuật. Hội thánh cảnh giác các tín hữu phải xa lánh các điều ấy khi dùng các phương thuốc gia truyền, không được kêu cầu các thế lực ma quỷ cũng như lợi dụng sự nhẹ dạ của người khác. Như thế, chúng ta không còn lý do nghi ngờ hay chụp mũ các tôn giáo là mê tín hoặc chủ trương dung dưỡng các hoạt động mê tín dị đoan nhưng loại trừ hẳn não trạng. Tôn giáo làm mê muội tín đồ bằng các thủ đoạn mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Để nắm vững vấn đề, thiết tưởng chúng ta cần phân biệt rõ hơn giữa niềm tin và mê tín. Thứ nhất, niềm tin tôn giáo đòi hiểu biết, trong khi mê tín là kết quả của mê muội. Bất cứ niềm tin nào cũng đòi hiểu biết, nghĩa là trong niềm tin, lý trí làm công việc tìm lý do khả tính của mình để niềm tin có một nền tảng đáng tin. Người tín hữu theo một tôn giáo là dấn thân tin một đấng được tôn giáo ấy giới thiệu, loan truyền, làm chứng, nên không ai có thể tin nếu không biết về đấng mình tin. Và chỉ tin khi lý trí người tín hữu chấp nhận những điều nghe kể về đấng ấy là đáng tin, những chứng cứ về đấng ấy là khả tín, nghĩa là không phi lý hay ngược lại suy tư, luận lý tự nhiên, bình thường. Mê tín thì ngược lại, khi người ta không biết gì hoặc biết rất ít
rất mơ hồ về người và điều mình tin. Nhất là những điều này không có nền tảng để có thể tin được vì phi lý và tự thân mâu thuẫn. Thầy thiện ý trưng dẫn cái phi lý của chuyện cúng sao giải hạn như sau. Hữu tục mê tín dị đoan đã làm tốn phí không biết bao nhiêu tiền của và những lo sợ vô lý, viển vông. Xin hỏi, diện dân số toàn thế giới là khoảng trên 7 tỷ. Theo thống kê ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Văn phòng Thống kê Hoa Kỳ USCB chia đều ra theo 9 ngôi sao chiếu mệnh, thì kết quả có khoảng 777 triệu người trên thế giới có cùng một ngôi sao chiếu mệnh trong một năm. Nếu chỉ tính dân số nước Việt Nam là 88 triệu, thì có khoảng 9 triệu 700 ngàn người Việt trong nước có cùng một sao chiếu mệnh. Nhưng thử nhìn con số trên đây, chúng ta có thể tưởng tượng được rằng có chừng ấy người 777 triệu sẽ phải chịu tai họa giống như mình trong một năm. Và năm sau cũng chừng ấy người chịu tai họa cho năm kế tiếp thì xin nhầm sao xấu. Thật là điều phi lý, không thể hiểu nổi. Thứ hai, niềm tin tôn giáo đòi yêu mến, tin tưởng, khác với mê tín mang nặng lo âu sợ hãi. Đức tin luôn mang lại niềm vui, vì khi tin, người tín hữu hay tín đồ hạnh phúc vì biết mình được yêu mến đấng mình đã tin và yêu mến. Không ai có thể tin người mình không yêu mến, cũng như không ai có thể yêu mến người mình không tin. Tin và yêu sánh đôi với nhau, nên có tin là có yêu. Có yêu mới tin được, và người tin luôn là người hạnh phúc vì yêu và được yêu. Niềm tin tôn giáo là gắn bó thiết thân giữa cá nhân mỗi người với đấng siêu nhiên. Gắn bó thiết thân ấy chính là tình yêu và lòng tin tưởng, nên niềm tin không bao giờ sợ hãi, khác với mê tín đầy ắp lo âu, sợ sệt, vì chỉ có đe dọa và vắng bóng tín nhiệm, yêu thương. Nhưng tại sao có sự khác biệt này giữa người có đức tin và người mê tín? Thưa vì, người có đức tin, tin vào đấng thương mình, tin ở đấng có quyền năng, nhưng nhân hậu luôn cứu giúp mình. Trong khi người mê tín, tin vì sợ hãi một sức mạnh không tên, một thế lực vô danh, một khuôn mặt bí ẩn luôn soi bói, rình rập, một bàn tay uy lực nhưng tàn ác. Nên tin của mê tín là tin vì bị đe dọa, tin vì sợ tai họa, tin để tránh bị trừng phạt, báo oán, chứ không tin vì yêu, tin vì hy vọng, tin vì ký thác vào tình thương và lòng nhân hậu của đấng quyền năng, nhưng tốt lành, nhân ái, như tín hữu Kitô giáo tin Đức Giêsu là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất đỗi khoan dung. Và tín đồ Phật giáo tin ở Đức Thích Ca Mâu Ni là người đắc đạo và đầy lòng từ bi, hỷ xả, thương yêu, giúp đỡ. Thứ ba, niềm tin tôn giáo không mua bán, trao đổi bằng vật chất như mê tín. Nói đến niềm tin, đức tin, tôn giáo nào cũng trân trọng như giá trị tuyệt đối linh thiêng. Không thể dùng vật chất để trao đổi, mua bán niềm tin, đức tin. Người tín hữu, tín đồ tin yêu đấng giáo chủ của mình với tâm hồn trong trắng, với trái tim tinh rồng nồng nàn và sự gắn bó giữa tín đồ, tín hữu với đấng thiêng liêng là một sự tương quan nội tâm, thánh thiện. Vì thế, khi có hoạt động buôn thần bán thánh, tức trao đổi bằng vật chất như tiền bạc, của cải giữa thần thánh và con người, thì đức tin không còn. Và niềm tin biến thành mê tín, bởi ơn lành, phúc trọng nhận được từ đấng thiêng liêng là ơn được ban, nhưng không, nghĩa là ban vô điều kiện khi con người cầu xin đấng mình tin yêu với lòng thành. Khác với mê tín, ở đó người mê tín đi mua sự may mắn, trao đổi với sức mạnh huyền bí bằng tiền bạc, của cải để thoát khỏi tai họa, nguy hiểm nào đó và đạt được nhiều mong ước. Vì thế, bất cứ hành vi mê tín nào cũng nài đến vật chất, cũng đòi phải trả tiền, trả công, trả ơn quyền lực, huy.
huyền bí qua người trung gian. Đó là lý do người ta lợi dụng nhiều người nhẹ dạ, cả tin để lừa tiền, gạt của, khi tự cho mình là người biết được ý trời, nghe được tiếng của thần thánh. Khi có người đến hỏi về tương lai, vận mệnh hoặc xin ơn này, ơn nọ. Thứ bốn, niềm tin là chọn lựa tự do của người trưởng thành, không nhẹ dạ cả tin như mê tín. Đức tin là sự sống của người tín hữu và đức tin ấy, niềm tin tôn giáo ấy đi với người tín hữu, tín đồ suốt hành trình cuộc đời của họ. Vì thế, đức tin lớn lên với thăng trầm của cuộc sống, với niềm vui, nỗi buồn từng ngày, với gian khó, thử thách của hoàn cảnh và tương quan ở mọi chiều kích. Vì thế, sẽ không có đức tin nhẹ tên, dễ dãi, nhưng đức tin nào cũng trầy trụa trải nghiệm vất vả, hy sinh. Niềm tin nào cũng rướm máu vì vượt qua nhiều chướng ngại thách đố. Nên người tin sẽ là người trưởng thành vì tự nguyện chọn lựa, tự ý dấn thân, tự do lên đường và không hề bị ai dụ dỗ, áp lực. Đây chính là sự khác biệt giữa người tín hữu, tín đồ và người mê tín. Người có đức tin là người trưởng thành khi đóng chặt niềm tin của mình vào đấng là sự thật và là đường. Trong khi người mê tín không biết ai thật, giả, điều gì đáng tin hay không đáng tin, nhưng cả tin, nhẹ dạ để mình bị rủ rê, mua chuộc, tán tỉnh đi vào đường mê tín. Thứ năm, niềm tin mang tính hiệp thông, khác với mê tín là hành vi cá nhân và biệt lập. Đức tin của tôn giáo, chính danh nào, ngoài tính cá nhân, cũng mang tính cộng đoàn hiệp thông, nghĩa là cùng tin với những người tin khác, cùng chia sẻ niềm tin với cộng đồng. Đồng lao cộng khổ vì lợi ích chung, sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của mọi người và tương thân tương trợ trên hành trình đức tin. Khác với mê tín, luôn là hành vi cá nhân, biệt lập, không dính dáng, quan tâm đến người khác, không can dự đến cộng đồng xã hội vì chỉ nhắm mục đích phục vụ lợi ích cá nhân, tìm giải quyết nhu cầu riêng tư, nên mê tín luôn mang tính ích kỷ, đóng khung, khép kín, hạn hẹp, biệt lập, nhất là không minh bạch và không thể chia sẻ, hiệp thông. Thứ sáu, niềm tin làm con người hạnh phúc vì được yêu và bình an. Mê tín làm con người bất hạnh vì bị đe dọa và sợ hãi. Muốn biết một người có đức tin đích thực, có niềm tin chân chính, chúng ta chỉ cần nhìn xem họ có hạnh phúc, bình an hay không. Người có đức tin không thể là người buồn sầu, thất vọng, chán đời, không muốn sống, vì đức tin là nguồn vui, ơn bình an là lẽ sống cho đời người hạnh phúc. Người tín hữu Thiên Chúa giáo tìm đến Thiên Chúa là niềm vui của họ, vì Thiên Chúa yêu thương và cứu độ họ, vì Thiên Chúa nhân hậu và bao dung, tha thứ cho họ mọi lỗi lầm, vì Thiên Chúa là gia nghiệp, phần thưởng, thiên đàng của họ. Cũng như người con Phật tìm đến cửa Phật để được thư thái bình an, khác hẳn với niềm tin đem lại bình an nội tâm và niềm vui sống với mọi người, với cuộc đời, mê tín chỉ đem lại bất hạnh vì triền miên bị những đe dọa của tai ương đeo bám, bị thần thánh đe loi trừng phạt, bị vong hồn từ bao đời oan nghiệt đòi nợ, trả thù, báo oán. Người mê tín không khác người nghiện xì ke, ma túy, khi hoàn toàn lệ thuộc vào những phán quyết tào lao, đồng bóng của người tự nhận là sứ giả, phát ngôn của thần thánh. Họ mất hẳn tự tin vì không còn bản lãnh và tinh thần độc lập, tự quyết. Họ tha hóa tận cùng khi không còn ý chí quyết định và họ bất hạnh hơn tất cả những người bất hạnh khác, vì phải sống trong đe dọa, sợ hãi, lo âu. Những lo sợ này do người trung gian giữ thần thánh và họ tạo ra để giữ họ làm con tin. Những đe dọa làm hoang mang, hoảng loạn, mất tinh thần là khí giới. Thần sầu quỷ khóc và độc chiêu được những tay lừa đảo, buôn thần bán thánh sử dụng để làm tiền. Và những người trót rơi vào vực thẳm mê tín
đã vô phúc trở thành nạn nhân đáng thương của những chiêu trò bịp bợm tinh vi và phi nhân, luôn tìm đánh vào những người có tâm lý non nớt, bất ổn. Tóm lại, đức tin hay niềm tin tôn giáo luôn mang tính tự do, hiểu biết, bền bỉ, trưởng thành, hy sinh, minh bạch, khai phóng, vô vị lợi, không ích kỷ, không loại trừ, bình an và hạnh phúc. Trái lại, mê tín bị bao vây bởi mê muội, áp lực, khống chế, giai đoạn, nhất thời, cá nhân, ích kỷ, khép kín, loại trừ, giấu giếm, không minh bạch, dùng vật chất để mặc cả đổi chác, bị đe dọa, sợ hãi, lệ thuộc, không bình an và bất hạnh. Cảm ơn bạn đã đón nhận những chia sẻ. Người viết hy vọng đã đóng góp chút ánh sáng để làm sáng tỏ niềm tin và cảnh giác tình trạng mê tín ngày càng lan rộng khi điều kiện sống ngày càng khó khăn, xã hội ngày càng nhiều vấn đề, bởi mê tín có nhiều cơ hội tung hoành, quậy phá khi con người hoang mang, lo sợ, mất phương hướng, mất niềm tin trước những thử thách tưởng không thể vượt qua.